Dạ xin chào và xin kính chúc sức khỏe toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh Tú Chiền Bonsai. Hôm nay thì nhà vườn mình có về mặt hàng để giao lưu đến quý cô chú anh chị những tác phẩm như là Linh Sam Song Hinh với Mai Chiếu Thủy Trung Nu, Mai Chiếu Thủy Kim Giòn và Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen Lá Lớn. Và đây là một cái phôi Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen Lá Lớn ạ. Địa chỉ nhà vườn là ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0836465237. Số Zalo cũng là số này ạ. Thì mở đầu clip là tác phẩm mã số 1 là cái phôi Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen Lá Lớn ạ. Cái phôi này nuôi cốt cành nó to rồi nha quý cô chú anh chị. Cây đế chải đều có tay cành rồi. Cái cây này thì nó có lỗi một cái chỗ này nha quý cô chú anh chị, nó có bọng xuống đây tí. Mà nó nhỏ, mình xử lý rồi nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà cây nó sống khỏe nha. Rồi bán cái giá hữu nghị cho quý cô chú anh chị chơi. Cái phôi này thì quý cô chú anh chị nếu về bắt cái tay chiên cái chăn chỗ đó bẻ xuống là cái cây nó hoàn thiện nha. Còn cái đọt của nó nè, cái mục này nữa cho quý cô chú anh chị bắt cái chi lên. Cái phôi này có chiều cao là 43. Hoành thân vị trí này là 88. Để chảy đều nhưng quý cô chú anh chị. Tổng cái bộ đế của nó là 130. Cái tán ngang tay cành của nó là 50 ạ. Cái cốt đùi số 1 của nó là 20 nha quý cô chú anh chị. Cốt đùi lớn đó. Cái phôi này nó nguyên bệ nha quý cô chú anh chị. Cái này mình cũng nuôi lâu lắm rồi đó, quý cô chú anh chị ơi, nó có lỗi cái bọng ở đó cho nên mình bán cái giá mềm cho quý cô chú anh chị về chơi nha. Cái ngay chân cái bọng này nó cũng bằng hai ngón tay thôi. Đó, mà cái này nữa nó bò nó kéo nữa nó bít cái này hết nha quý cô chú anh chị. Vài năm nữa bít cái bọng đó. Đế thì chảy rất là đều. Cây dáng lùng lực nha quý cô chú anh chị. Cái đọt hay chân đó nữa quý cô chú anh chị vừa bắt lên đánh lên một cái nữa là cái phôi này rất là duyên ạ. Thì cái phôi mã số 1 là Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen Lá Lớn thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 11 triệu nha quý cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 2 là cây Mai Chiếu Thủy Nu Da Đen Lá Lớn nha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì nó đế nó chảy đều, nó liền sẹo rồi nha quý cô chú anh chị. Cây lành tích, cây liền sẹo nha quý cô chú anh chị. Cây này nuôi lâu lắm rồi. Cái cành đổ của nó xuống là bằng cái ngón tay rồi nha quý cô chú anh chị. Cái cành gớt xuống bằng ngón tay nha quý cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 22. Tổng cái tán của nó là 36. Hoành thân vị trí này là 18. Đế thì chảy đều mặt chậu nha quý cô chú anh chị. Thì cái đường kính của nó là 27.
Cây này thì nó liền xẹo nhưng quý cô chú anh chị xem cái dàn xương nó cũng dày đặc rồi. Ra cái đợt lá này thì nó bít hết nha quý cô chú anh chị, về chơi Tết. Thì mã số 2 là cây mai chiếu thỉ nu da đen lá lớn. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.600.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 3 là cây mai chiếu thỉ nu da đen lá lớn. Cái cây này thì nó liền xẹo hết nha quý cô chú anh chị, liền xẹo 100% rồi. Cây lành tích, không bọng một gì hết nha quý cô chú anh chị, cây gắt mà mạnh khỏe ạ. À, đế chạy đều 24 giờ, cái thân của nó rất là lắc ạ. À, cái dàn xương thì nó dày đặc hết rồi quý cô chú anh chị ơi, nó ra lá đợt này thì nó bích tàn nha. Đây, cái dáng rất là duyên ạ. À, tay cành đi rất là chuẩn nha quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Đây dàn xương nó cũng dày đặc rồi. Rồi thông số cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ạ. À, cây có chiều cao là 21. Tổng cái tán của nó là 38 ạ. À, quanh thân vị trí này là 22. Tay đùi số 1 của nó là 9 cm nha quý cô chú anh chị. Đấy, đấy thì chảy rất là đều nha. Cây này thì rất là già cây. Cây nó liền xẹo rồi, không còn thẹo dít gì hết nha quý cô chú anh chị. Thì mã số 3 là cây mai chiếu thỉ nu da đen lá lớn. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 3.400.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả chậu đẹp này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 4 là cây mai chiếu thỉ kim giòn nha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì nó có 3 thân chia ra, 3 thân tam tài nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là già cây ạ. À, mấy cái bệ này là nó liền hết nha quý cô chú anh chị, chứ không phải bệ ghề nha quý cô chú anh chị. Cây nó già cái nè, móc trắng hết trơn. Còn cái đường này thì là cái đường nó cháy cái da ngay chân cái đường này nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà mình xử lý rồi, cây nó rất là sống khỏe. Còn cái tàn của nó nè, nó đang ra hoa nha quý cô chú anh chị, mỗi đọt mỗi hoa nha. Kim giòn thì nó rất là siêu hoa, hoa chỗ ra thì rất là thơm. Cái cây này thì nữa nó về nhà quý cô chú anh chị, nó chỗ ra là đều tàn hết nha quý cô chú anh chị. Nè, mỗi đọt mỗi hoa. Rồi, thông số cho quý cô chú mình tham khảo ạ. À, cây có chiều cao là 40. Tổng cái tán của cây là 44. Mình đo ngay chân vị trí này đi là nó 34 ạ. 33 nha quý cô chú anh chị. Dạ mình đo ngay chân vị trí này là 33. Tổng cái bộ đế của nó là 63. Cái độ rễ nó sởm lên là 20 nha. Thì quý cô chú anh chị xem kênh này, đăng ký kênh và ủng hộ cho nhà vườn Tú Chiền xin chân thành cảm ơn ạ. À, thì mã số 4 là cái cây mai chiếu thỉ kim giòn. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 2.300.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị.
Dạ xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số 5 là cây mai chiếu thủy ở Trung Nu ạ. Cây đế trải đều 24 giờ nha quý cô chú anh chị. Cây liền lạc cây. Cây dáng thiên nhiên nha quý cô chú anh chị. Cây không bọng mục gì hết nha. Cây rất là sống khỏe. Cây này nó già cây lắm nha quý cô chú anh chị. Cây nè có nó già, nó u nằng mà nó còn cái sẹo ở trên cái đọt ở trên nha, bằng hai ngón tay nữa nha quý cô chú anh chị. Hẹo không mục bọng. Hẹo thì nó cuốn, nó bo rất là mạnh, không bọng mục gì hết. Đây quý cô chú anh chị xem cái dàn xương của nó nha. Đây. Rồi cái mặt sau của nó nè, tai chi đi rất là đều ạ. Rồi dàn xương rất là dày nha quý cô chú anh chị, nó ra được lá này là nó tàn, nó rất là mịn ạ. Nặt lá cho thay lá rồi chơi tết nha quý cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 33, tổng cái tán của cây là 50 ạ. Quanh thân vị trí này là 35 nha quý cô chú anh chị. Đế thì nó chảy đều 24 giờ. Cái đế nó chảy ra rất là lớn nha quý cô chú anh chị, nó rộng rồi nè. Cái rễ nó chảy đều hết nha. Thì quý cô chú anh chị xem kênh này ưng ý cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 0836465237. Số điện thoại có để trên màn hình nha quý cô chú anh chị. Thì mã số 5 là cây mai chiếu thủy ở Trung Nu. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 5.200.000 ạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số 6 là cây linh sam sông Hinh nhân quý cô chú anh chị. Cái này mình mới lặt lá lên cho nó ra cái đợt lá này quý cô chú anh chị về chơi tết ạ. Dàn xương nó dày đặc hết nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó thừng chậu rồi, nó ăn cứng bầu hết rồi. Cứng chậu hết rồi. Cây có chiều cao là 35. Tổng cái tán của cây là 50. Cái hoành thân vị trí này là 28. Hoành bộ đế của nó là 52 ạ. Nhiêu? Hoành đế của nó là 50 nha quý cô chú anh chị. Cây này nó liền lạc cây, không bọng mục gì hết nha quý cô chú anh chị. Cây rất là sống khỏe. Thì mã số 6 là cây linh sam sông Hinh. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.200.000, bao phí ship toàn quốc ạ. Ship luôn cả cái chậu nhựa này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số 7 là một cây linh sam sông Hinh ạ. Cây này với cây nãy nó giống nhau nha quý cô chú anh chị. Cây thì cái tàn nó dày đặc hết rồi nha quý cô chú anh chị. Mình lặt lá này nặng cho nó thay lá nặng tết rồi quý cô chú anh chị chơi nha. Đợt này nó ra lá là nó tàn nó rất là mịn ạ. Ra lá và vừa ra hoa luôn. Cây có chiều cao là 36. Tổng cái tán của cây là 55. Hoành thân vị trí là 28. Hoành bộ đế của nó là 44 nha quý cô chú anh chị. Cây liền lạc cây,
không bọng mục gì hết nha quý cô chú anh chị. Cái xương dâm nó rất là dày ạ. Cốt đùa cái cốt cành của nó là bằng cái ngón tay này nha quý cô chú anh chị. Thì mã số 7 là một cây linh sam song hình. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.200.000, bao phí ship toàn quốc, ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị nếu mà chốt một cặp thì mình bớt chút đỉnh nha. Dạ xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số 8 là một cây linh sam song hình lá gí nha quý cô chú anh chị. Cây này thì xương dâm rất là dày đặc rồi. Mình mới lặt lá thôi. Cho đợt này nó thay lá về chơi Tết nha quý cô chú anh chị. Cái cây này thì nó thần chậu rồi. Nó ăn cứng ngắt cái bầu này hết rồi. Nữa mình có xếp thì không có xếp chậu nha quý cô chú anh chị. Cái chậu này chậu nhựa xếp nó cũng vỡ ha. Cây liền lạc cây không bọng mục gì hết nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị xem cái dàn xương của nó nè. Đó. Nó ra được lá này là lá tàn rất là mịn nè. À. Dạ. Cây có chiều cao là 39. Tổng cái tán của nó là 62. Bình thân vị trí này là 33 ạ. À. Bình thân lớn nha quý cô chú anh chị. Đo quanh đế. Đế thì chảy rất là đều nha quý cô chú anh chị. Xem cái đâu à. Cây liền lạc cây nha, không bọng mục gì hết nha quý cô chú anh chị. Thì cây mã số 8 là cây linh sam song hình lá gí. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 2.100.000. Bao phí ship toàn quốc không ship chậu nha quý cô chú anh chị. Cây này thì cũng là cây cuối clip. Thì nhà vườn Tú Chiền phát sóng vào lúc 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thì mời quý cô chú anh chị đón xem. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ.